Xin chào cả nhà nha, chào mọi người quay trở lại với kênh Lượm Lặt. Lâu lắm hôm nay mới lại làm cái video. Hôm nay trời mưa gió mà đang sửa lại cái nền chuồng. Thì hôm nay mưa quá nên thợ nghỉ. Là video chia sẻ với mọi người. Video này dành cho những ai mà đang sử dụng cái bể bioga và đang có nhu cầu sửa chữa nhé. Thì ở đây nhà mình đây nhá, nhà mình có một cái hầm bioga cũ làm khá là lâu rồi, thì cái nền chuồng so với ngoài đường, so với cái đường thoát nước bây giờ nó cũng rất là thấp rồi. Thế nên là mình quyết định tôn lại cái nền chuồng với lại sửa lại luôn cái bioga này. Bioga này thì ngày mới làm thì ra nó rất là ổn định, rất là tốt nhá. Thế nhưng mà do cái này nó thấp nên là mình nâng cao cái cổ này lên. Tìm hiểu cũng khá là nhiều rồi, thế nhưng mà cũng không thấy ai chia sẻ là nếu như mà sửa làm lại cái nắp hầm với lại nâng cao cái cổ lên thì liệu nó có ga hay không. Thì cái đây cho các bạn xem cái bể bioga cũ của mình. Hôm qua mình có đo thử thì cái cổ này được xây cao hơn so với cái cổ cũ khoảng 80 phân. Bên này bể áp cũng vậy, bể áp thì cũng lấp cái đường ống dẫn cũ rồi, làm cái đường ống mới ở đây. Này mình đang đổ nhưng mà mưa quá không đổ được. Bên này mình đang nuôi thỏ, dự định sắp tới là sau khi đổ xong cái nền này đấy thì mình sẽ làm lại cái dãy chuồng sang bên này, rồi sau đó chuyển dần sửa lại cái nền cho nó đều nhau. Hiện tại cái nền chuồng mình nó rất là mấp mô, nó không được đều. Thì hôm nay thì mình làm một cái video mình chia sẻ với mọi người. Cũng chưa biết là nó sẽ có ga hay không. Thế nhưng mà mình cứ quay lại video đã. Quay lại video để ai có nhu cầu thắc mắc, nếu như mà mình đang có cái hầm cầu bioga mà gặp phải cái tình trạng như mình, tức là cái nền nó thấp quá, rồi muốn nâng cao cái nền nó lên, thì liệu là có ga để sử dụng hay không. Đây, cái phần cổ của cái hầm cầu đây đã được xây cao lên và làm hồ dầu rất là kín kẽ. Nó không được đẹp lắm các bạn nhé, tại vì là mình sửa nên chắc chắn là sẽ không thể nào mà có cái vị trí đứng đẹp và sạch sẽ để mà làm cho nó đẹp rồi. Nhưng tuy nhiên thì hồ dầu thì làm rất là kín, rất là kín để đảm bảo là sẽ không có cái vị trí nào hở. Thì cổ bình được làm cao lên là 80 phân so với cổ cũ. Nắp cũ của nó đây. Bể áp thì cũng được xây cao lên nhá. Nền cũng sẽ xây cao lên và cái ống dẫn phân xuống thì cũng sẽ cao bằng cái nền mới nhé. Trước đây thì cái bình này của mình là ga rất là nhiều, thế nhưng mà thời gian lâu không dùng đến, thế là cái phần nó đầy lên, nó tắc cái ống ngang, không có ga nữa. Thì đợt này mình làm lại nên là mình quyết định bỏ cái đường ống dẫn ga cũ này, xây cao nó cái cổ bình lên, tôn lại cái này. Thì trước khi mà mình làm này mình cũng thắc mắc tìm hiểu không biết là liệu có ga hay không, bởi vì cũng không thấy cái video nào người ta chia sẻ là liệu sửa lại cái bình có ga không, bởi vì đa số là các bình ga người ta sửa lại thì toàn là dập xung quanh bình rồi thì tụt đế các thứ, tại vì bình mình là bình xây chứ không phải là bình nhựa. Đấy.
mà cái cấu trúc của cái nền chuồng này thì bây giờ mà muốn sửa lại hay là đưa bình nhựa xuống thì rất là khó, không thể đưa được bình lấp đi thì cũng tiếc, bởi vì là mình vẫn muốn làm cái gọi là cái hầm tự hoại đi để xử lý phân thỏ. Mình sẽ rửa cái phân thỏ xuống dưới để xử lý luôn, lấp đi thì tiếc, thì mình quyết định cứ sửa đã, sau đó để xử lý phân thỏ. Mình không muốn xả phân trực tiếp và cống rãnh, nó sẽ rất là bẩn và ô nhiễm, thế nên là dù có gai không thì mình cũng cứ làm. Thì mình làm lại cái video này để mình chia sẻ cho mọi người, nếu như mà có gai thì tốt để dùng, còn không có gai thì nó cũng sẽ sạch sẽ môi trường hơn. Mình cũng chả quay được nhiều đâu, video của mình dung thì nó cũng chỉ quanh quẩn ở đây khoe với mọi người một chút về cái đàn thỏ thôi. Với lại làm cái video quay cái bể bioga nhà mình là nó sửa là như thế, thì xem có gai hay không thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau nhé. Video của mình đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người.